Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Như Lai danh hiệu thứ bảy, Hán Bộ quyển 12. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở nước Ma Kiệt Đề, trong đạo tràng Bồ Đề, sơ thỉ thành chánh giác, nơi điện Phổ Quang Minh, ngồi trên tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử, diệu ngộ đều viên mãn, tuyệt hẳn hai hành, đạt pháp vô tướng, an trụ nơi chỗ trụ của chư Phật, được Phật bình đẳng, đến chỗ vô chướng, chỗ làm vô ngại, đứng nơi bất tư nghị, thấy khắp tam thế, cùng với 10 Phật sát di trần số chư Bồ Tát câu hội, tất cả đều là bậc nhất sanh bộ xứ, từ phương khác đồng dân tập đến, đều khéo quan sát chúng sanh giới, pháp giới, thế giới, niết bàn giới, các nghiệp quả báo, tâm hành thứ đệ, tất cả văn nghĩa thế gian, xuất thế gian, hữu di, vô di, quá khứ, hiện tại, vị lai. Những pháp như vậy đều khéo quan sát cả. Chư Bồ Tát nghĩ rằng, nếu Đức Thế Tôn có lòng mẫn niệm chúng tôi, xin tùy theo sự ưa thích mà khai thị những điều Phật sát, Phật trụ, Phật sát trang nghiêm, Phật pháp tánh, Phật sát thanh tịnh, Phật thuyết pháp, Phật sát thể tánh, Phật quay đức, Phật sát thành tựu, Phật đại bồ đề. Như chư Phật Thế Tôn trong thập phương thế giới, vì thành tựu tất cả Bồ Tát, vì khiến chủng tánh Như Lai không dứt, vì cứu hộ tất cả chúng sanh, vì khiến chúng sanh lìa hẳn tất cả phiền não, vì rõ biết tất cả công hạnh, vì diễn thuyết các pháp, vì dứt trừ tất cả tạp nhiễm, vì dứt hẳn tất cả lưới nghi, vì trừ bỏ tất cả tham vọng, vì hoại diệt tất cả chỗ ái trước, mà diễn nói thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập tàng, thập địa, thập nguyện, thập định, thập thông, thập đảnh của Bồ Tát, và cũng diễn nói Như Lai địa, Như Lai cảnh giới, Như Lai thần lực, công hạnh của Như Lai, Như Lai lực, Như Lai vô úy, Như Lai tam muội, Như Lai thần thông, Như Lai tự tại, Như Lai vô ngại, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý của Như Lai, Như Lai biện tài, Như Lai trí huệ, Như Lai tối thắng. Mong Đức Thế Tôn cũng vì chúng tôi mà diễn thuyết cho. Lúc đó, Đức Thế Tôn rõ tâm niệm của chư Bồ Tát, đều tùy theo từng loại mà vì họ hiện thần thông. Sau khi Đức Phật hiện thần thông, phương Đông, quá 10 Phật sát di trần số thế giới, có thế giới hiệu kim sắc, Phật hiệu bất động trí. Nơi đó có Bồ Tát tên Giang Thù Sư Lợi, cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát, đồng đến đây lễ Phật. Rồi quá hiện tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử ở phía đông mà ngồi kiết già trên đó. Phương Nam, quá 10 Phật sát di trần số thế giới, có thế giới diệu sắc, Phật hiệu vô ngại trí. Có Bồ Tát Giác Thủ cùng 10 Phật sát di trần số chư Bồ Tát đồng đến đây lễ Phật. Rồi quá hiện tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử ở phía nam mà ngồi kiết già trên đó. Phương Tây, quá 10 Phật sát di trần số thế giới, có thế giới Liên Hoa Sắc, Phật hiệu diệt ám trí. Có Bồ Tát Tài Thủ cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát đồng đến đây lễ Phật. Rồi quá hiện tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử ở phía tây mà ngồi kiết già trên đó. Phương Bắc, quá 10 Phật sát di trần số thế giới, có thế giới Chim Bạc Hoa Sắc, Phật hiệu Quay Nghi Trí. Có Bồ Tát Nhật Bửu Thủ cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát đồng đến đây lễ Phật. Rồi quá hiện tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử ở phía bắc mà ngồi kiết già trên đó. Phương Đông Bắc, quá 10 Phật sát di trần số thế giới, có thế giới Ưu Bát La Hoa Sắc, Phật hiệu Minh Trí Tướng. Có Bồ Tát Công Đức Thủ cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát đồng đến đây lễ Phật. Rồi quá hiện tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử ở phía đông bắc mà ngồi kiết già trên đó. Phương Đông Nam, quá 10 Phật sát di trần số thế giới, có thế giới Kim Sắc, Phật hiệu Cứu Cánh Trí. Có Bồ Tát Mục Thủ cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát đồng đến đây lễ Phật. Rồi quá hiện tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử ở phía đông nam mà ngồi kiết già trên đó. Phương Tây Nam, quá 10 Phật sát di trần số thế giới, có thế giới Bửu Sắc, Phật hiệu Tối Thắng Trí. Có Bồ Tát Tinh Tấn Thủ cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát đồng đến đây lễ Phật. Rồi quá hiện tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử ở phía Tây Nam mà ngồi kiết già trên đó. Phương Tây Bắc, quá 10 Phật sát di trần số thế giới, có thế giới Kim Cang Sắc, Phật hiệu Tự Tại Trí. Có Bồ Tát Pháp Thủ cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát đồng đến đây lễ Phật.
rồi hóa hiện tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử ở phía tây bắc mà ngồi kiết già trên đó. Hạ phương hóa 10 Phật sát di trần số thế giới, có thế giới Pha Lê Sắc, Phật hiệu Phạm Trí, có Bồ Tát Trí Thủ cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát đồng đến đây lễ Phật, rồi hóa hiện tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử ở hạ phương mà ngồi kiết già trên đó. Thượng phương hóa 10 Phật sát di trần số thế giới, có thế giới Bình Đẳng Sắc, Phật hiệu Quan Sát Trí, có Bồ Tát Hiền Thủ cùng 10 Phật sát di trần số Bồ Tát đồng đến đây lễ Phật, rồi hóa hiện tòa Liên Hoa Tạng Sư Tử ở thượng phương mà ngồi kiết già trên đó. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát thừa quay lực của Phật quán sát tất cả chúng hội Bồ Tát mà nói rằng: chư Bồ Tát này rất hy hữu. Chư Phật tử, Phật quốc độ chẳng thể nghĩ bàn, Phật trụ, Phật sát trang nghiêm, Phật pháp tánh, Phật sát thanh tịnh, Phật thuyết pháp, Phật xuất hiện, Phật sát thành tựu, Phật vô thượng Bồ Đề đều chẳng thể nghĩ bàn. Tại sao thế? Chư Phật tử, tất cả chư Phật trong mười phương biết rằng chúng sanh ưa thích không đồng, nên tùy chỗ thích nghi mà thuyết pháp điều phục họ, dẫn đến khắp pháp giới, hư không giới. Chư Phật tử, Đức Như Lai nơi thế giới Ta Bà này, trong những tứ châu thiên hạ, thì hiện nhiều thân, nhiều hiệu, nhiều sắc tướng, nhiều dài ngắn, nhiều tuổi thọ, nhiều xứ sở, nhiều căn, nhiều chỗ sanh, nhiều tiếng lời, nhiều quan sát, khiến chúng sanh đều thấy biết khác nhau. Chư Phật tử, Đức Như Lai ở trong tứ châu thiên hạ này, hoặc hiệu Nhất Thiết Nghĩa Thành, hoặc hiệu Viên Mãn Nguyệt, hoặc hiệu Sư Tử Hống, hoặc hiệu Thích Ca Mâu Ni, hoặc hiệu Đề Thất Thiên, hoặc hiệu Tỳ Lô Giá Na, hoặc hiệu Cù Đàm Thị, hoặc hiệu Đại Sa Môn, hoặc hiệu Quế Thắng, hoặc hiệu Đạo Sư. Có 10.000 hiệu như vậy khiến chúng sanh thấy biết riêng khác. Chư Phật tử, phương đông của tứ thiên hạ này có thế giới tên Thiền Hộ. Đức Như Lai ở tại thế giới đó, hoặc hiệu Kim Cang, hoặc hiệu Tự Tại, hoặc hiệu Hữu Trí Huệ, hoặc hiệu Đan Thắng, hoặc hiệu Vân Dương, hoặc hiệu Vô Tránh, hoặc hiệu Năng Di Chủ, hoặc hiệu Tâm Quan Hỷ, hoặc hiệu Vô Dữ Đẳng, hoặc hiệu Đoạn Ngôn Luận. Có 10.000 hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết riêng khác. Chư Phật tử, phương nam của tứ thiên hạ này có thế giới tên Nan Nhẫn. Đức Như Lai ở thế giới đó, hoặc tên Đế Thích, hoặc hiệu Bửu Xưng, hoặc hiệu Ly Cấu, hoặc hiệu Thật Ngữ, hoặc hiệu Năng Điều Phục, hoặc hiệu Cụ Túc Hỷ, hoặc hiệu Đại Danh Xưng, hoặc hiệu Năng Lợi Ích, hoặc hiệu Vô Biên, hoặc hiệu Tối Thắng. Có 10.000 hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết riêng khác. Chư Phật tử, phương tây của tứ thiên hạ này có thế giới tên Thân Huệ. Đức Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu Thủy Thiên, hoặc hiệu Hỷ Kiến, hoặc hiệu Tối Thắng Dương, hoặc hiệu Điều Phục Thiên, hoặc hiệu Chân Thiệp Huệ, hoặc hiệu Đáo Cứu Cánh, hoặc hiệu Quan Hỷ, hoặc hiệu Pháp Huệ, hoặc hiệu Sở Tác Dĩ Biện, hoặc hiệu Thiện Trụ. Có 10.000 hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết khác nhau. Chư Phật tử, phương bắc của tứ thiên hạ này có thế giới tên Hữu Sư Tử. Đức Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu Đại Mâu Ni, hoặc hiệu Khổ Hạnh, hoặc hiệu Thế Sở Tôn, hoặc hiệu Tối Thắng Điện, hoặc hiệu Nhất Thiết Trí, hoặc hiệu Thiện Ý, hoặc hiệu Thanh Tịnh, hoặc hiệu Kề La Bạc Na, hoặc hiệu Tối Thượng Thí, hoặc hiệu Khổ Hạnh Đắc. Có 10.000 hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết khác nhau. Chư Phật tử phương đông bắc của tứ thiên hạ này có thế giới tên Diệu Quán Sát. Đức Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu Điều Phục Ma, hoặc hiệu Thành Tựu, hoặc hiệu Tức Diệt, hoặc hiệu Hiền Thiên, hoặc hiệu Ly Tham, hoặc hiệu Thắng Huệ, hoặc hiệu Tâm Bình Đẳng, hoặc hiệu Vô Năng Thắng, hoặc hiệu Trí Huệ Âm, hoặc hiệu Năng Xuất Hiện. Có 10.000 hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết khác nhau. Chư Phật tử, phương đông nam của tứ thiên hạ này có thế giới tên Hỷ Lạc. Đức Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu Cực Quay Nghiêm, hoặc hiệu Quan Diệm Tụ, hoặc hiệu Biến Tri, hoặc hiệu Bí Mật, hoặc hiệu Giải Thoát, hoặc hiệu Tánh An Trụ, hoặc hiệu Dư Pháp Tánh, hoặc hiệu Tịnh Nhãn Dương, hoặc hiệu Đại Dũng Kiện, hoặc hiệu Tinh Tấn Lực. Có 10.000 hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết khác nhau. Chư Phật tử, phương tây nam của tứ thiên hạ này có thế giới tên Thầm Kiên La. Đức Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu An Trụ, hoặc hiệu Trí Dương, hoặc hiệu Viên Mãn, hoặc hiệu Bất Động, hoặc hiệu Diệu Nhãn, hoặc hiệu Đảnh Dương, hoặc hiệu Tự Tại Âm, hoặc hiệu Nhất Thiết Trí, hoặc hiệu Trì Chúng Tiên, hoặc hiệu Thắng Tu Di. Có 10.000 hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết khác nhau. Chư Phật tử, phương tây bắc của tứ thiên hạ này có thế giới tên Diệu Địa. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu Phổ Biến, hoặc hiệu Quan Diệm, hoặc hiệu Ma Ni Kế,
hoặc hiệu Khả Ức Niệm, hoặc hiệu Vô Thượng Nghĩa, hoặc hiệu Thường Hỷ Lạc, hoặc hiệu Tánh Thanh Tịnh, hoặc hiệu Viên Mãn Quang, hoặc hiệu Tu Tí, hoặc hiệu Trụ Bổn. Có 10.000 hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, hạ phương của tứ thiên hạ này có thế giới tên Diệm Huệ. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu là Tập Thiện Căn, hoặc hiệu là Sư Tử Tướng, hoặc hiệu Mãnh Lợi Huệ, hoặc hiệu Kim Sắc Diệm, hoặc hiệu Nhất Thiết Tri Thức, hoặc hiệu Cứu Cánh Âm, hoặc hiệu Tác Lợi Ích, hoặc hiệu Đáo Cứu Cánh, hoặc hiệu Chân Thiệt Thiên, hoặc hiệu Phổ Biến Thắng. Có 10.000 hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết khác nhau. Chư Phật tử, thượng phương của tứ thiên hạ này có thế giới tên Nhật Trì Địa. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu Hữu Trí Huệ, hoặc hiệu Thanh Tịnh Diện, hoặc hiệu Giác Huệ, hoặc hiệu Thượng Thủ, hoặc hiệu Hành Trang Nghiêm, hoặc hiệu Phát Quan Hỷ, hoặc hiệu Ý Thành Mãn, hoặc hiệu Như Thành Quả, hoặc hiệu Trì Giới, hoặc hiệu Nhất Đạo. Có 10.000 hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết khác nhau. Chư Phật tử, cõi Ta Bà này có 100 ức tứ châu thiên hạ. Đức Như Lai ở đây có tất cả 100 vạn ức danh hiệu khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, phương đông của cõi Ta Bà này có thế giới tên Mật Quấn. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu Bình Đẳng, hoặc hiệu Thù Thắng, hoặc hiệu An Quý, hoặc hiệu Khai Hiểu Ý, hoặc hiệu Văn Huệ, hoặc hiệu Chân Thật Ngữ, hoặc hiệu Đắc Tự Tài, hoặc hiệu Tối Thắng Thân, hoặc hiệu Đại Dũng Mãnh, hoặc hiệu Vô Đẳng Trí. Có 100 vạn ức hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, phương nam của cõi Ta Bà này có thế giới tên Phong Vật. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu Bổn Tánh, hoặc hiệu Cần Ý, hoặc hiệu Vô Thượng Tôn, hoặc hiệu Đại Trí Cự, hoặc hiệu Vô Sở Y, hoặc hiệu Hoa Minh Tạng, hoặc hiệu Trí Huệ Tạng, hoặc hiệu Phước Đức Tạng, hoặc hiệu Thiên Trung Thiên, hoặc hiệu Đại Tự Tại. Có 100 vạn ức hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, phương tây của cõi Ta Bà này có thế giới tên Ly Cấu. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu Ý Thành, hoặc hiệu Tri Đạo, hoặc hiệu An Trụ Bổn, hoặc hiệu Năng Giải Phược, hoặc hiệu Thông Đạt Kĩa, hoặc hiệu Nhạo Phân Biệt, hoặc hiệu Tối Thắng Kiến, hoặc hiệu Điều Phục Hành, hoặc hiệu Chúng Khổ Hành, hoặc hiệu Cụ Túc Lực. Có 100 vạn ức hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, phương bắc của cõi Ta Bà này có thế giới tên Phong Lạc. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu Kim Bạc Hoa Sắc, hoặc hiệu Nhật Tạng, hoặc hiệu Thiện Trụ, hoặc hiệu Hiện Thần Thông, hoặc hiệu Tánh Siêu Mại, hoặc hiệu Nhật Huệ, hoặc hiệu Vô Ngại, hoặc hiệu Nhân Nguyệt Hiện, hoặc hiệu Tấn Tật Phong, hoặc hiệu Thanh Tịnh Thân. Có 100 vạn ức hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, phương đông bắc của cõi Ta Bà này có thế giới tên Nhiếp Thủ. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu Vĩnh Ly Khổ, hoặc hiệu Phổ Giải Thoát, hoặc hiệu Ly Thế Gian, hoặc hiệu Vô Ngại Địa, hoặc hiệu Đại Phục Tạng, hoặc hiệu Giải Thoát Trí, hoặc hiệu Quá Khứ Tạng, hoặc hiệu Bửu Quang Minh, hoặc hiệu Tịnh Tính Tạng, hoặc hiệu Tâm Bất Động. Có 100 vạn ức hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, phương đông nam của cõi Ta Bà này có thế giới tên Nhiêu Ích. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu Hiện Quang Minh, hoặc hiệu Tần Trí, hoặc hiệu Mỹ Âm, hoặc hiệu Thắng Căn, hoặc hiệu Trang Nghiêm Cái, hoặc hiệu Tinh Tấn Căn, hoặc hiệu Đáo Phân Biệt Biển Ngàn, hoặc hiệu Thắng Định, hoặc hiệu Giảng Ngôn Từ, hoặc hiệu Trí Huệ Hải. Có 100 vạn ức hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, phương tây nam của cõi Ta Bà này có thế giới tên Tiễn Thiểu. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu Mâu Ni Chủ, hoặc hiệu Cù Chúng Bửu, hoặc hiệu Thế Giải Thoát, hoặc hiệu Biến Tri Căn, hoặc hiệu Thắng Ngôn Từ, hoặc hiệu Minh Liễu Kiến, hoặc hiệu Căn Tự Tài, hoặc hiệu Đại Tiên Sư, hoặc hiệu Khai Đạo Kiệp, hoặc hiệu Kim Căn Sư Tử. Có 100 vạn ức hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, phương tây bắc của thế giới Ta Bà này có thế giới tên Quan Hỷ. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu Diệu Hoa Tụ, hoặc hiệu Viên Đàn Cái, hoặc hiệu Liên Hoa Tạng, hoặc hiệu Siêu Diệt Chư Pháp, hoặc hiệu Pháp Bửu, hoặc hiệu Phục Xuất Sanh, hoặc hiệu Quảng Đại Nhãn, hoặc hiệu Hữu Thiện Pháp, hoặc hiệu Chuyên Niệm Pháp, hoặc hiệu Võng Tạng. Có 100 vạn ức hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, hạ phương của cõi Ta Bà này có thế giới tên Quan Thượng. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu Phát Khởi Diệm, hoặc hiệu Điều Phục Độc, hoặc hiệu Đế Thích Cung,
hoặc hiệu vô thường sở, hoặc hiệu giác ngộ bổn, hoặc hiệu đoạn tăng trưởng, hoặc hiệu đại tốc tật, hoặc hiệu thường lạc thí, hoặc hiệu phân biệt đạo, hoặc hiệu tồi phục tràng. Có trăm vạn ức hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, thượng phương của cõi Ta Bà này có thế giới tên Chấn Âm. Đức Như Lai ở đó, hoặc hiệu dũng mãnh tràng, hoặc hiệu vô lượng bửu, hoặc hiệu lạc đại thí, hoặc hiệu thiên quang, hoặc hiệu cát hưng, hoặc hiệu siêu cảnh giới, hoặc hiệu nhất thiết chủ, hoặc hiệu bất thối luân, hoặc hiệu ly chúng ác, hoặc hiệu nhất thiết trí. Có trăm vạn ức hiệu như vậy khiến các chúng sanh thấy biết sai khác. Chư Phật tử, mười phương quanh cõi Ta Bà này, mỗi phương đều có trăm ngàn ức vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả sinh, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết thế giới, tận pháp giới, hư không giới. Trong đó danh hiệu của Như Lai đều không đồng. Như thuở xa xưa, lúc Đức Như Lai còn là Bồ Tát, do nhiều thứ đàm luận, nhiều thứ ngôn ngữ, nhiều thứ âm thanh, nhiều thứ nghiệp, nhiều thứ báo, nhiều thứ xứ sở, nhiều thứ phương tiện, nhiều thứ căn, nhiều thứ tính giải, nhiều thứ địa vị mà được thành thục, cũng khiến các chúng sanh thấy biết như vậy, nên vì họ thuyết pháp.